Hủ tiếu xương là món ăn dân dã và phổ biến tại Sài Gòn cũng như các tỉnh miền Tây. Món ăn có nguồn gốc từ món hủ tiếu Nam Vang nổi tiếng. Thầy Y, người được mệnh danh là phù thủy chế biến các món nước. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy món ăn này. Với thầy Y, món hủ tiếu được chế biến rất khoa học, món ăn được nấu nhanh với hương vị thơm ngon và giá thành thấp. Chị Trang hiện đang sống tại Bình Dương, chị có mong muốn kinh doanh mô hình hủ tiếu xương và chị đã tìm đến thầy Y để thọ giáo bí quyết chế biến món ăn này. Vào ngày cuối tháng 8 2023 thì chị Trang từ Bình Dương tìm đến thầy học cái nghề hủ tiếu xương. Hủ tiếu xương phải nói là cái món ăn rất là ngon và hấp dẫn. Nó rất là có thể là bán với giá thành thấp và cũng thể nâng lên là một cái loại hủ tiếu rất là đẳng cấp, đó là hủ tiếu Nam Vang. Ở thầy hướng dẫn là làm sao hầm xương ha, hầm từ các loại xương để làm cho nó cái giá thành thấp. Cách kỹ thuật hầm làm sao cái nước lèo nó thơm và trong. Rồi cách ướp trong cái nước lèo, cách ướp hương trong nước lèo, rồi cách định lượng gia vị để tạo ra nước lèo thơm ngon, đặc trưng của cái loại hủ tiếu xương, hủ tiếu Nam Vang. Xin chào các bạn, mình tên là Trang, mình đến từ Bình Dương. Hôm nay mình đến gặp thầy Y để học món hủ tiếu xương. Qua buổi học ngày hôm nay thì mình cảm thấy thầy dạy rất là dễ hiểu. Nước cốt hầm xương rất là đậm đà và rất là ngon. Thầy Y đã hướng dẫn chị cách chế biến nhanh, tiết kiệm nhân công, nguyên liệu và tạo được đẳng cấp cho món ăn. Món hủ tiếu xương được chế biến khá cầu kỳ với hai loại hủ tiếu nước và hủ tiếu khô. Việc hầm xiết quách cho nước dùng được thực hiện rất tỉ mỉ, kết hợp với tôm khô và mực khô tạo nên một loại nước lèo đặc biệt và thơm ngon. Các loại nhân của hủ tiếu bao gồm thịt heo, xiết quách, tôm, tim heo, gan heo, thịt heo xay, trứng cút được kết hợp với dầu tỏi, tỏi phi, tép mỡ làm cho món hủ tiếu vô cùng hấp dẫn. Thầy đã hướng dẫn chị Trang cách chọn các loại nguyên liệu tươi, cách sơ chế và bảo quản nguyên liệu để sử dụng cho nhiều ngày. Cách hầm xương kết hợp với đậu tôm và mực khô, cách nêm nếm gia vị, ướp hương để tạo nên một loại nước lèo trong, đặc biệt thơm ngon đã được thầy Y truyền dạy. Rồi thầy hướng dẫn cái luộc ủ xương ha, có thể bán những kèm những cái loại xương sụn, xương cổ, rồi xương ống, xương quách ha, để kết hợp trong đó. Và ngoài ra thì thầy làm hướng dẫn về những cái có thể kết hợp những loại tôm ha, luộc tôm, rồi luộc những cái loại như tim, gan ha, trứng cút kết hợp trong cái hủ tiếu. Đó, rồi thầy hướng dẫn cái cách sốt hủ tiếu khô ha, đây là loại sốt rất là đặc biệt. Đó, thầy hướng dẫn là định lượng để ra một cái loại sốt ngon. Thầy đã chỉ cho mình cách luộc thịt, luộc tim, gan làm sao để không bị khô, giữ được độ ngọt của thịt để món ăn trở nên ngon hơn và hấp dẫn hơn. Cách xào thịt, luộc tim, gan, trứng, luộc thịt để đạt được độ chín và mềm là những kỹ thuật khó đã được thầy Y chỉ dẫn. Cách phi tỏi, sốt dùng trong hủ tiếu khô là những bí quyết khó đã được thầy Y chỉ dẫn rất kỹ lưỡng. Cách bố trí bếp bán hàng, cách trụng hủ tiếu, cách bày trí và múc nước lèo để tạo ra những tô hủ tiếu thơm ngon và hấp dẫn với tốc độ nhanh. Thì thầy còn hướng dẫn cái cách bán hàng, cách bày trí ha. Rồi thao tác làm sao tốc độ bán hàng nhanh và đạt được những cái tô hủ tiếu nó tất chất lượng đồng đều và ít nhân công, điều đó rất quan trọng kinh doanh. Thầy đã chỉ cho mình cách bảo quản thức ăn làm sao được lâu nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm được nhân công, giúp cho mình đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Và cuối cùng em cũng xin cảm ơn thầy đã giúp cho em thực hiện được cái món hủ tiếu xương một cách nhanh nhất và ngon nhất. Em xin được cảm ơn thầy ạ.
Cách nấu công nghiệp của thầy Y sẽ giúp cho việc nấu và bán hủ tiếu được thực hiện nhanh hơn, tiết kiệm nhân công, nguyên liệu và tạo được đẳng cấp của món ăn. Giờ đây, chị Trang rất tự tin với nghề hủ tiếu xương đã được học và sẽ triển khai sản xuất, kinh doanh món hủ tiếu ngon ngay tại Bình Dương.